Trung tâm của huyện Ngân Sơn. Về tìm đâu có một quả nữa. Mua về góp. Sắp một đĩa rồi một tí. Đây có một bốn quả đây chẳng quả đâu, chứ khác đúng không? Có một gang thôi. Bán cho chăn mèo chó luôn, không phải là bán cho người ăn nữa nhá. Đi đâu cũng thấy có 10.000 ba thứ ấy nhỉ. Làm ít vàng về đeo thôi. Vàng này bán như kiểu bán rong tầm thất à, cấu cầu à. À, dao cào bằng sao này chặt phê lắm. Đấy là hết chợ à? Bây giờ điện không vào à? Điện không vào trên loa rồi.
Wow. Đây, nè. Được không? Không được à? Có hẳn một khu bán quần áo riêng, chỉ có khu nhà máy chợ rồi. Bé đấy nhỉ? Hả? Đi vòng hết rồi. Thôi. Mua mang lên con cá trắng con mua con 500 về họ cho cảnh ấy họ lấy đi rồi kia sẵn giả sẵn được làm. Ê, gì được ông ơi á cơ bán bao tiền một con đấy ông hả à? Ông ơi bán bao tiền một con đấy 400 350 à con này mập nhất 350 bên này 400 à 350 hai đàn cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông báo video mới nhất từ kênh của mình nhé. Chào các bạn.